Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 4 tháng 8 năm 2022, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại khu vực Sóc Trăng và Bạc Liêu xu hướng giảm nhẹ. Theo đó, tôm thẻ size 20 con lớn có giá 230.000 đồng 1 kg. Size 25 con lớn đang có giá 180.000 đồng. Size 25 con nhỏ giá 175.000 đồng. Size 30 con giá 150.000 đồng 1 kg. Size 40 con 133.000 đồng 1 kg. Size 50 con đang có giá 125.000 đồng. Size 60 con 117.000 đồng 1 kg. Tôm thẻ size 100 con đang có giá 97.000 đồng 1 kg. Tiếp theo, giá tôm sú oxy tại khu vực Trà Vinh ổn định. Cụ thể, tôm sú oxy size 20 con giá 320.000 đồng 1 kg. Size 30 con 250.000 đồng 1 kg. Size 40 con có giá 190.000 đồng 1 kg. Size 50 con 150.000 đồng 1 kg. Size 60 con giá 120.000 đồng 1 kg. Tôm sú oxy size 70 con đang có giá 110.000 đồng 1 kg. 6 tháng đầu năm 2022, cá tra Việt Nam được xuất khẩu sang 136 thị trường, thu về giá trị 1,4 tỷ USD, tăng gần 77% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trung bình xuất khẩu tăng mạnh là yếu tố chính khiến cho giá trị xuất khẩu cá tra sang các thị trường tăng mạnh. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam thông tin, hai thị trường Trung Quốc và Mỹ chiếm tới 55% xuất khẩu cá tra của Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc chiếm 30% với gần 428 triệu USD, tăng gần 79% so với cùng kỳ. Mỹ chiếm 25% với 356 triệu USD, tăng gấp hơn 2 lần so với nửa đầu năm 2021. Giá trung bình xuất khẩu tăng mạnh là yếu tố chính giúp cho giá trị xuất khẩu cá tra sang các thị trường tăng mạnh. Giá trung bình xuất khẩu cá tra phai đông lạnh sang các thị trường đã tăng 28% đến 66% so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, sang thị trường Trung Quốc là 2,45 USD 1 kg, tăng 37%, sang thị trường Mỹ đạt trung bình 4,66 USD 1 kg, tăng 60%. Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sản phẩm cá tra phai đông lạnh, cá tra cắt miếng và cắt khúc đông lạnh, cá tra tẩm bột đông lạnh, khô cá tra phồng, da cá tra chiên sang thị trường Mỹ. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.